Chủ tịch Formosa gửi thư cho toàn bộ nhân viên. Sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh Trần Nguyên Thành đã gửi thư tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty. Trong thư, ông Trần Nguyên Thành cho biết, theo kết quả điều tra của đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nhận định rằng công ty trong giai đoạn vận hành thử do những sai sót của các nhà thầu phụ gây ra cá chết. Mặc dù đây là một kết quả chúng tôi không mong muốn, nhưng công ty tôn trọng kết quả điều tra của chính phủ, ông Thành nhấn mạnh. Dù thừa nhận sai sót, nhưng trong thư Formosa khẳng định, trong bất kỳ tình huống nào, công ty vẫn giữ cho nhà máy tiếp tục hoạt động, hứa nỗ lực hết mình đảm bảo một môi trường làm việc ổn định, an toàn, tuân thủ pháp luật. Phóng viên xin giới thiệu nguyên văn thư gửi nhân viên của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Formosa Hà Tĩnh Trần Nguyên Thành. Thay mặt lãnh đạo công ty Formosa Hà Tĩnh, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới toàn thể cán bộ, nhân viên công ty. Thời gian qua, mọi người đã vất vả rồi. Công ty Formosa Hà Tĩnh năm 2008 bắt đầu đầu tư trong quá trình xây dựng nhà máy gang thép hiện đại nhất Việt Nam. Toàn thể cán bộ, nhân viên cùng công ty trải qua biết bao khó khăn gian khổ. Nhớ lại những ngày đầu khi mới đặt chân đến mảnh đất này và nhìn thành tựu mà tất cả chúng ta đã cùng nhau lập dựng suốt 8 năm qua với tinh thần, nghị lực kiên cường của tập thể công ty và những cống hiến cho công ty công trình này. Cá nhân vô cùng cảm phục, đồng thời cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đối với hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung vừa qua. Theo kết quả điều tra của đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nhận định rằng công ty trong giai đoạn vận hành thử do những sai sót của các nhà thầu phụ gây ra cá chết. Mặc dù đây là một kết quả chúng tôi không mong muốn, nhưng công ty tôn trọng kết quả điều tra của chính phủ. Hiện nay, công ty đang phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan chức năng để giải quyết từ sự việc nêu trên. Trong bất kỳ tình huống nào, công ty vẫn giữ cho nhà máy tiếp tục hoạt động, đặt sự an toàn và lợi ích của toàn thể cán bộ nhân viên lên hàng đầu, nỗ lực để phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam. Thay mặt công ty, chúng tôi xin hứa nỗ lực hết mình đảm bảo một môi trường làm việc ổn định, an toàn, tuân thủ pháp luật. Tôi mong toàn thể cán bộ nhân viên sẽ đoàn kết nhất trí, hiệp lực cùng công ty vượt qua khó khăn này và tiếp tục cùng công ty hoàn thành sứ mệnh xây dựng nhà máy, đặt công tác bảo vệ môi trường lên hàng đầu, làm tốt công tác sản xuất và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững tại Việt Nam, đóng góp to lớn ngành công nghiệp hiện đại tiên tiến nhất Việt Nam.